Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với camera siêu nhỏ và camera ngụy trang. Hotline 0395 838 345. Lay camera ngụy trang lên clip giới thiệu cho các bạn một dòng camera siêu nhỏ, camera ngụy trang đồng hồ treo tường. Thì như trên màn hình các bạn ấy, nó đang là một mẫu đồng hồ treo tường, nhưng nó không ai có thể ngờ được đó chính là nó được đụng dưới một mắt camera siêu nhỏ là ở bên trong đồng hồ này. Trước mắt camera này thì mình cam kết bạn luôn là hàng cực kỳ nhỏ và cực kỳ kín đáo. Pin của nó sẽ là pin 15 tiếng, thậm chí là hơn nếu mà các bạn muốn làm theo yêu cầu. Đấy. Mắt camera của nó sẽ đặt ở vị trí đây. Đến cái nỗ này, nhỏ li ti bằng đúng một que tăm luôn. Nhưng cái góc quay của nó rất là rộng luôn. Góc quay 150 độ cực kỳ rộng. Hình ảnh nó thu lại sẽ là hình ảnh full 4K. Có chức năng kết nối từ xa có 3-4G. Có ghi hình chuyển động, có cảnh báo chuyển động. Đặc biệt là dòng camera ngụy trang đồng hồ nhà mình, các bạn có thể sử dụng được 15 tiếng nguyên bản. Còn nếu mà các bạn muốn độ thêm pin thì mình sẽ độ cho các bạn kịch là được 3 ngày. 3 ngày các bạn sẽ sạc một lần. Còn trong trường hợp bạn đã có dây nguồn thì bạn sẽ cắm điện vào đồng hồ thì đồng hồ sẽ hoạt động cả năm luôn nhá. Đấy. Đồng hồ thì bạn vẫn nắp pin vào sử dụng đồng hồ bình thường. Camera với cả là đồng hồ thì nó sẽ chạy hai nguồn pin riêng biệt hoàn toàn. Đấy, để hỗ trợ cho bạn ấy là ví dụ như là bạn lắp pin vào đồng hồ nhá thì đồng hồ chạy đấy và camera hết pin cũng không chịu ảnh hưởng gì hết nhá. Đấy, hai cái riêng biệt hoàn toàn với nhau luôn. Sản phẩm là nhà mình bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy, và mình cũng đã nghiên cứu và độ chế thành công được trước camera ngụy trang đồng hồ. Đấy, lên cái giá thành sẽ rẻ hơn mọi khi rất là nhiều. Rẻ hơn từ 5 đến 600 nghìn nhá, cực kỳ rẻ luôn. Mẫu camera ngụy trang đồng hồ của nhà mình thì khách lựa chọn rất là nhiều do nhu cầu khách hàng muốn bảo vệ tài sản cá nhân này, hoặc là muốn theo dõi vợ chồng. Đấy. Khi mà bạn sử dụng dòng camera siêu nhỏ ngụy trang đồng hồ treo tường nhà mình nhá, thì bạn có thể là biết vợ chồng bạn có ngoại tình hay không, con cái có học hành hay không, cũng như ấy là bạn có thể sử dụng để bảo quản tài sản cá nhân cực kỳ là kín đáo luôn. Đấy. Khi mà bạn sử dụng nhá thì có tên trộm là vào nhà các bạn này, hoặc là người thân người nhà các bạn trộm vặt của các bạn, các bạn muốn bắt sống đấy và muốn sử dụng một cách êm ả nhất thì bạn lên sử dụng dòng camera ngụy trang đồng hồ này. Khi sử dụng nhá thì các bạn sẽ giải quyết được mọi vấn đề luôn đấy. Đó, và camera ngụy trang đồng hồ này thì mặt sau của nó sẽ không tắt tắt bật của camera nhá. Đấy, các bạn sẽ gạt lên để mở camera này. Khi mở camera thì lập tức nó sẽ hoạt động đấy, lập tức sẽ hoạt động. Đấy. Và để kết nối với điện thoại nhá thì các bạn chỉ cần tải cho mình một ứng dụng có tên là Lookcam. Ứng dụng Lookcam này thì chạy cho tất cả các dòng máy, tất cả các hệ điều hành các bạn đều có thể sử dụng và tải về được. Bạn nào sử dụng iPhone thì vào App Store, còn các bạn nào mà chạy lên Android và cửa hàng Set Play thì tải mình nhá. Đây, mình vào iPhone thì mình sẽ vào App Store này. Đấy. Mình sẽ ấn tìm kiếm chữ Lookcam ra nhá. Lookcam này. Đây thì biểu tượng lúc cam sẽ là biểu tượng màu xanh nước biển như trên màn hình, các bạn sẽ tải về cho mình nhá. Đây biểu tượng màu xanh này, tên lúc cam. Các bạn tải về xong thì chưa vội mở lên nhá. Đấy, sau đó các bạn sẽ thoát ra ngoài trước và các bạn sẽ ấn vào phần cài đặt điện thoại này. Các bạn sẽ ấn vào phần cài đặt wifi. Khi bạn ấn vào phần cài đặt wifi nó hiện ra một mã wifi có chữ G này, một vài số vài chữ thì bạn ấn kết nối cho mình. Các bạn lưu với mình ấy, đó chính là mã wifi sẽ có chữ G, một vài số, vài chữ và không mật khẩu. Các bạn sẽ kết nối nhá. Kết nối xong nó có báo là mạng không có internet thì không sao cả nhá. Do đây là tín hiệu wifi của camera phát ra nên là nó sẽ không có internet. Kết nối xong rồi các bạn chỉ cần thoát ra và các bạn sẽ vào ứng dụng Lookcam là dùng thôi. Đấy, rất đơn giản nhá. Chỉ cần mỗi tải ứng dụng bắt wifi của cam và vào ứng dụng này. Đấy, khi vào ứng dụng nhá nó có báo một dòng chữ tít kìa. Đấy, các bạn ấn ken để kết nối trực tiếp vào camera nhé. Các bạn ấn cho mình ở chỗ đi vào online này, chọn ken là mình có thể kết nối trực tiếp vào camera nhé. Đây mình xoay ngang màn hình ra này. Đấy. Camera của mình thì có báo phần trăm pin đầy đủ cho bạn luôn nhé. Đấy, phần trăm pin, tình trạng pin đầy đủ luôn. Đấy, con này thì đang hết pin rồi này. Đấy, hết pin nhưng mình vẫn cố quay nó cho các bạn nhé. Đấy, thì thứ nhất đây mình sẽ test phần hình ảnh này. Đấy, led chưa, đây bạn nhá, siêu sắc nét luôn này. Đấy. Và các bạn cũng có thể cài đặt hình ảnh lên 4K bằng cách ấn góc trên này, chọn hình ảnh 4K. Đấy, lập tức máy sẽ tự động hoạt động luôn. Đấy, đây mình đặt sát đây này. Đó bạn thấy chưa? Đây bạn nhá, đây sẽ là cái phần chất lượng hình ảnh thực tế này. Đấy, như đây máy tính mình này, mình soi thẳng vào cái cây máy tính mình luôn nhá. Đấy,
siêu sắc nét luôn nhá. Đây là mình đang nghe kênh nghe YouTube này. Đấy, soi thẳng màn hình máy tính luôn nhưng mà cam rất là nét luôn nhá. Đấy, siêu sắc nét luôn. Đấy. Ok chưa? Sản phẩm đưa là quay đấy cực kỳ mượt mà nhá. Cực kỳ mượt mà, đặc biệt thì bạn cũng có thể zoom nhá. Đấy, đây thì mình sẽ phải đặt ở dưới mình zoom được tại vì mình đang cầm cái đồng hồ. Đấy. Các bạn có thể zoom tùy thích luôn. Đấy, zoom to zoom nhỏ tùy thích này. Rất là hiệu quả luôn. Sản phẩm nhà mình bán cực kỳ chạy này. À, kể ở đây. Đấy, đây mình sẽ đặt đây là mình zoom này. Đấy. Zoom to zoom nhỏ tùy thích luôn. Hình ảnh thì siêu sắc nét luôn nhá. Siêu sắc nét luôn. Đây sẽ là cái phần chất lượng hình ảnh của sản phẩm nhá. Đấy. Ok. Đó, tiếp nữa thì mình cũng sẽ vào ấy là nói về các cái chức năng của bên trong. Đấy. Thì con này nhà mình ấy thì nó sẽ có phần chỉnh độ sáng, độ tương phản này. Đấy, cũng như là phần đây là chính vật chụp ảnh này, quay video. Đấy. Các cái phần này thì là cam mình nó sẽ tự động lấy led nhá, tự động lấy ánh sáng này, tự động lấy độ tương phản này. Đấy. Còn phần các bạn muốn chụp ảnh lưu trữ snap thì đây à, quay video lưu trữ snap ở đây này. Đấy. Còn muốn nghe được âm thanh thì bật cho mình cái loa lên, và muốn nghe thanh nó to rõ ràng ấy thì tăng lượng điện thoại lên nhá. À, đây bật loa này. 0395 838 345. Ok chưa? Đấy thì đây là mình đang đặt hai thiết bị nó gần nhau nhá, nên là có tiếng xung đột âm thanh khi mà các bạn xem từ xa cũng như là khi mà bạn xem lại ấy, cái tiếng xung đột đấy sẽ không còn nhá. Đấy. Đó, thế đó sẽ là cái phần âm thanh của sản phẩm. Cũng như ấy, là chiếc camera nhà mình, các bạn có thể kết nối từ xa không giới hạn khoảng cách. Đấy, khi mà các bạn muốn kết nối từ xa không giới hạn khoảng cách nhá, các bạn sẽ ấn cho mình ở phần bánh răng cài đặt này. Chọn cho mình mục device setting và chọn mục wifi setting. Khi bạn chọn mục wifi setting nhá, nó sẽ hiện ra toàn bộ wifi xung quanh camera này. Đấy, lúc đó các bạn sẽ tìm cho mình một cái wifi nào căng nhất và biết mật khẩu, ấn vào nó cho mình. Sau đó thì nhập cho mình mật khẩu wifi thôi. Nhập xong khẩu wifi ấn ok này, là các bạn có thể xem là từ xa rồi. Đấy. Các bạn lưu cho mình ấy là khi mà các bạn xem từ xa thì nó sẽ là không giới hạn khoảng cách nhá. Dù các bạn ở bất kỳ đâu, bất kỳ chỗ nào, đấy, các bạn chỉ cần mở điện thoại lên là có thể là theo dõi, là có thể giám sát được nhà cửa, đấy, biết được vợ chồng ngoại tình hay không nhá. Đấy. Đó sẽ là cái chức năng kết nối từ xa. Cái chức năng kết nối từ xa này cực kỳ tiện cho các bạn mà hay đi vắng nhà ấy. Đấy. Ở ví dụ như là bạn hay công tác xa này, đấy, hay thường đi làm các công việc về khuya về đêm hoặc là thậm chí là làm cả ngày luôn. Đấy thì chiếc camera này cực kỳ phù hợp luôn nhá. Đó. Tiếp nữa thì đây sẽ là phần kết nối từ xa. Đấy, còn nó thêm một chức năng nữa đó chính là cảnh báo chuyển động. Đấy. Thì ví dụ như là bây giờ buổi tối nhá, các bạn muốn chống trộm này hoặc là đề phòng vợ bạn trốn nhà hoặc là chồng bạn trốn nhà đi chơi đi cặp bồ bịch thì các bạn có thể bật chức năng cảnh báo chuyển động lên. Chức năng cảnh báo chuyển động này thì các bạn sẽ ấn cho mình ở phần SD card setting này. SD card setting này nhá. Đấy. Nó sẽ hiện ra một bảng thông số. Thì dòng đầu tiên của nó sẽ là phần auto record. Phần auto record này là phần ghi hình 24:4. Và phần cảnh báo chuyển động của nó sẽ là phần RAM record này. Đấy. Các bạn chỉ bật tích xanh lên nhá. Và mỗi khi có chuyển động xung quanh, đấy, hoặc là chuyển động ở trong tầm nhìn của camera thì lập tức nó sẽ thông báo về điện thoại của các bạn khi mà các bạn không xem trực tiếp, và cái thông báo của nó sẽ thông báo liên tục đến khi bạn xem trực tiếp mà thôi. Đấy. Như vậy ấy, thì khi ban đêm mà các bạn bật lên nhá, có trộm vào nhà, đấy, các bạn đều có thể biết được, hoặc là vợ chồng bạn trốn đi bồ bịch, các bạn cũng có thể biết được. Đấy. Và cái chức năng RAM decode này nhá, thì cứ có chuyển động là mới lưu nhá, còn khi không có chuyển động thì nó sẽ không lưu. Đấy. Còn thông thường ấy, mặc định của nó sẽ là phần auto record này, tự động bật này, nó sẽ là ghi hình 24:4 luôn, là các bạn chỉ cần bật camera lên nó sẽ tự quay tự lưu nhá. Tiếp nữa thì mình sẽ vào hướng dẫn cho các bạn cách đổi mật khẩu. Đấy. Thì để đổi được mật khẩu của chiếc camera ngụy trang đồng hồ cho tường của nhà mình nhá, các bạn ấn cho mình ở phần device online này, chọn mục modify. Đấy. Nó sẽ hiện ra ba dòng chữ, và dòng đầu tiên nó sẽ là phần mật khẩu cũ. Đấy. Và mật khẩu mặc định của dòng camera ngụy trang nhà mình sẽ là 123456 nhá. Dòng thứ hai nó sẽ là phần new password, nó chính là phần mật khẩu mới. Phần mật khẩu mới này thì các bạn muốn nhập mật khẩu là gì, các bạn sẽ nhập vào. Các bạn cứ cảm giác là mình dễ nhớ mật khẩu. Đấy. Mật khẩu là mà các bạn dễ nhớ ấy, thì các bạn sẽ đánh vào. Ví dụ như mình sẽ lập là camera ngụy trang ạ. Đấy, ngụy trang. Đấy. Thì dòng dưới các bạn cũng là phần nhập lại mật khẩu, thì các bạn chỉ cần nhập lại mật khẩu mới thôi. Ấn xong ba dòng này rồi và ok là mình đã đổi mật khẩu thành công rồi nhá. Rất dễ luôn.
Đó. Và khi đổ mật khẩu thì không còn bất kỳ ai có thể kết nối vào thiết bị của bạn khi không có mật khẩu nhá. Đấy. Đó. Và tiếp nữa phần mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái phần rất là quan trọng, đó chính là phần xem được nhiều thiết bị cùng lúc. Ví dụ như là bạn muốn sử dụng 4 camera cùng một lúc. Đấy. Các bạn sử dụng 4 camera và muốn xem trực tiếp được 4 thiết bị cùng một lúc, cũng như là 4 nơi hoặc là 4 vị trí khác nhau, thì các bạn sẽ ấn cho mình ở phần 4 ô vuông này. Đấy, các bạn sẽ thêm thiết bị ở đây. Đấy, ví dụ bạn thêm con này vào. Đấy. Thì nhá, nó sẽ hiện, lập tức nó sẽ hiện ra một cái màn hình tương tự các màn hình, 4 màn hình này, ba màn hình này nhá, các bạn sẽ thêm vào và các bạn để xem trực tiếp và có thể theo dõi trực tiếp được 4 thiết bị một lúc. Đấy. Đó, con này nhà mình thì pin cực kỳ khủng nhá. Như ban nãy mình đã nói cho các bạn rồi, đó chính là con này của nhà mình đang hết pin. Nhưng mà mình quay từ lẫy nhá, mình quay từ lẫy này thì camera vẫn còn pin hoạt động. Đây, có báo mức đỏ này, à, báo phần trăm pin này. Đấy, mức đỏ chót này rồi nhưng mà vẫn camera vẫn hoạt động nhá. Đấy. Pin cực kỳ khỏe luôn nhá. Đó. Và chất hình ảnh cái này thì bạn nhìn này, siêu sắc nét luôn. Đấy, nét chưa? Đấy, màn hình này, các thứ này, nhìn cực kỳ nét luôn nhá. Sản phẩm của mình thì cam kết bạn luôn là về chất lượng cũng như là cái độ nét của sản phẩm là đạt tuyệt đối nhá. Đó, nên là các bạn mà có nhu cầu ấy, quan tâm đến mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ, camera ngụy trang đồng hồ treo tường phiên bản mới nhất, cao cấp nhất tại cửa nhà mình, thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0395 838 345 để mình có thể hỗ trợ vấn chi tiết và cụ thể hơn cho bạn nhá. Nhà mình có bảo hành sản phẩm là 1 năm, lỗi trong vòng 1 năm mình sẽ đổi mới hoàn toàn cho các bạn và có miễn phí ship cho bạn khi bạn đăng ký kênh YouTube của mình. Đấy. Khi mà bạn đăng ký kênh YouTube của mình nhá, thì thứ nhất là các bạn có thể là nhận hai phần quà hấp dẫn nhất của nhà mình, đó chính là một tặng kèm một thẻ nhớ này và được miễn phí ship khi ở xa. Hơn nữa thì bạn có thể cập nhật được các cái mẫu mới nhất tại cửa nhà mình. Đấy. Thì đó sẽ là cái lợi thế khi bạn đăng ký kênh YouTube của mình. Đó, nên là các bạn mà xem cái video mình cảm giác thấy phù hợp thì nhanh tay đăng ký kênh YouTube của mình và đặt mua ngay, để mình sẽ làm và gửi đi cho bạn, cũng như là bạn qua trực tiếp hai cơ sở tại Hà Nội và Sài Gòn để tham khảo trực tiếp tại cửa nhà mình nhá. Nhà mình thì có nhận độ chế camera theo yêu cầu và có tuyển đại lý toàn quốc. Nhà mình chuyên xỉ lẻ toàn quốc nhá, xỉ lẻ giá tốt đấy các bạn nhá. Nhà mình cực kỳ nhiều hàng. Đó, nên là bạn mà muốn làm đại lý của mình thì vẫn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo 0395 838 345. Mình cũng có tuyển cho toàn thể quốc cho bạn luôn nhá. Giờ xin chào toàn thể các bạn.